Rồi uống trước là mẹ uống trước đi. Rồi vô uống nè. Ăn sầu riêng rồi uống cái nước chế vô cái vỏ sầu riêng. Uống đây, nước chị Phương nè, em ấy của chị nè. Rồi. Đứa trời tôi sẽ hai cái lần nè. Chị uống đi, chị uống đi. Đây chị có này nè. Chị có này nè, chị có này nó cũng bẩm bẩm rồi nè. Uống này vô không nóng, ăn sầu riêng không bị nóng. Ăn sầu riêng không bị nóng, có gì này, thử đi. Bí quyết này nha các bạn. Thử các đi. Bạn nhớ nha, nhớ học chị Phương nha. Ăn sầu riêng rồi chế nước vô cái vỏ sầu riêng uống. Uống này là ăn, ăn được 2-3 trái luôn. Vậy ăn được 2-3 trái luôn hả chị? Giờ tới bữa chán, chẳng làm cái ăn được luôn. Giờ mình uống nha các bạn. Uống đi. Ai muốn muốn tin không tin thì học thử đi. Ăn thử vài ba ký rồi hả uống nha. Thử. Ăn thử vài ba muối rồi đừng uống. Tin không tin thì vài ba ký rồi uống. Tin không tin thì thử thì biết liền. Mày sầu riêng đi sáu nè. Thấy chưa? Mày thấy mẹ ướt sầu riêng nữa ướt ăn cho nó đã đi trời ơi. Chết này tay nào đâu sợ. Cái này mà để vô lạnh nó lạnh ăn bưng nghe nó còn đã nữa. Để vô tủ lạnh. Giờ để vô cái hộp cái để vô tủ lạnh hồi tàu cái đúng rồi. Tàu bún nghe bà ghi á đúng chưa. Rồi giờ mời cả nhà ăn cơm với cá lóc đồng nè, cá lóc đồng nấu canh bầu để mình rót miếng nước tương với cá lóc đồng kho, cá lóc đồng chiên, ghẹo cá lóc đồng chiên, cái nào cũng lóc đồng. Mấy ngày không ăn cơm chưa không biết mấy ngày nữa. Mấy ngày rồi không ăn cơm. Này cá ăn này ăn trong ăn được rồi. Cái này cũng ăn không hết rồi. Dạ. Không quá. Ai mà chơi gì. Mời cả nhà cũng ăn cơm với mình nha. Ăn cơm. Cô ăn bún không? À, ăn cơm gì không? Bánh này đi, bánh này đi, hơi đi ngon. Dầm hạt nêm đi. Rồi mời cả nhà mình ăn cá ghi với bún ngon nè. Ai bảo cá ghi mà ngon dữ rồi ha. Cái gì cũng ngon nữa, cá kho cũng ngon hơn. Ở ngoài miền Tây nấu chứ ai. Ừ, không có, chị Hương với cô thôi vậy mà. Cà mà chấm này quá trời. Ngon bá cháy luôn. Bá cháy rồi. Cá lóc đồng kho tiêu. Dưới đâu một kiếm cá lóc đồng kho tiêu. Mình thêm nước màu dừa kho, nước màu dừa nữa. Và Kiếm Hương còn nước màu dừa ăn không? Còn lấy lắng chai, em mới lắng chai chú bột luôn á. Lấy nữa, còn bà còn lấy nữa, lấy nhảy nữa. Lấy nữa. Còn bà nhát là có cái gì bật nhảy. Lấy một chai nữa chị. Một chai nữa, vậy một chai có không có ba chỗ ba đi có chỗ để bây giờ ba cái hành trang ba cái của tôi để mẹ cái cổ lùn luôn á. Cái cổ lùn nấu được không? Ngon. Có kêu ăn thử cổ lùn nó sao đi. Còn cá này sao nó dậy nè, nó lấy cái này. Mì giờ cũng dẻo rồi, là mềm rồi, sáng cứng ngắt luôn. Không có cái sạch gà nó chưa có mềm. Dạ. Gà nó cứng á. Dạ. Gà giờ mềm rồi nè. Tại mình nấu chưa mềm. Tại mình nấu rồi nó già. Ăn cái mềm mình. Mình nấu chưa mềm nó già, mình đã thở già. Nó dài quá. Cứ bà mà ăn cô. Rồi xong không có về nữa. Giờ mình kể chị Phương đi để chị Phương về Mỹ luôn nè. Đi về cái năm tới cái gì nữa. Năm tới gì nữa. Chị sẽ về bán cái lâu lâu thì gọi hỏi thăm cho vô. Rồi, thì tôi hả? Tôi nó mua hết chợ mà điện thoại. Phúc Phúc hả? Để Phúc Phúc vô đây hả? Nó ở ngoài chứ. Đi lên, đi lên, đi vô. Vô, vô, vô. Đó, mình đi lên đây khách sạn Nhiệt Úc rồi. Khách sạn Nhiệt Úc lên đây là lòng năm. Mình nhìn qua đây có mấy sông đẹp ghê luôn.
bên đó là bên sông tại vì cái thùng nó để nó ngày xưa là sông Bến Lạc nó bị đè còn cái này mình lấy ra mình để vô đó là cái thùng mình giải bờ cái này mình quá chừng bằng bị chở bên kia là có một giải có cái bám hầm để chở khách du lịch đi đó mấy chiếc tàu đó hai bốn sáu chiếc tàu màu vàng vàng Singapore mới nhập cảng tháo ra tôi có nó nãy tôi thấy móc móc nè tôi kêu tháo ra có bị bể bị chảy gì không không chả cái dòng bự đấy là bự rồi không chứ này chai dầu này thiệt bự đó ủa cái dầu này bự hơn chai dầu mình hả hết miếng rồi nha mẹ ủa mẹ vậy là bự hơn ở nhà hả mẹ bự hơn chai dầu ở nhà dầu hồi xưa đúng rồi cái dầu này loại mới nè dầu hồi xưa cái này nó bán bây giờ tới 65 đồng một lố lận đó 65 đô đó chai hả một lô thùng bự như 10 chai 65 đô 6 đồng mấy một chai đó chứ rẻ chứ đỡ mất không hả 6 đồng mấy một chai 6 đồng mấy mình giá là nhiều ở bên mình chai thứ ở đây 100 mấy một trăm mấy ở đây mình thứ nhỏ hồi năm rồi á là 80 mấy ngàn 86 ngàn 87 ngàn chai bự mà này chai bự nè ừ mà sao năm nay cái chai này bự dữ bởi nó bán được 65 đồng tôi nói tại sao nó mắc vậy không có nó chế lâu rồi tại nhiều người ta muốn mua cái lớn thì nó mắc tiền cái nhỏ thì nó rẻ tiền một hộp là chỉ hơn mấy 6 chai hả hả một hộp 10 chai hả mà 10 chai dạ. Chai một chai 6 đồng 87 đồng rồi 88 đồng nặng cái bỏ vậy rồi đi lúc mưa đây lắc tại không có làm phòng á mày nó không có làm hả không tại sao chỉ có anh thích quá kìa không có đâu nè đây là cơ hội nè trời ơi mới làm sơ sơ là về gội đầu về lại cũng được lột được bộ đồ ra quá nó khỏe vậy mát nè ừ lột được bộ đồ ra nó khỏe mất trời mặc về massage là khỏi có dán đồ gì hết đi thường thường ta đi massage là ta mặc hình như là năm rồi là chưa có đúng không năm rồi là chưa có cái này là 150 phút chứ không phải là 70 phút cái này sao 150 phút hả chứ không phải 70 phút hả dạ cái này là bị in là 500 dạ rồi 70 phút là 140 dạ. Còn cái đầu là 95 phút massage body cộng gội đầu thảo dược rồi là hai cái đêm massage gội đầu với body hai cái rồi cho ông già làm cái giò thôi cho ông già cũng làm cái giò thôi bao nhiêu phút ngâm chân mày gót massage phút massage là cái giò không đó là nhiêu dạ. Ông già ông không có tóc cũng đâu có cần gội đầu vậy mình ngâm chân với lại massage body ngâm chân với massage body cho ông đi ok ngâm chân với massage body ok rồi ngâm chân massage body cho ông đi ok nhìn năm chân với massage body chống đi rồi hai cái rồi hai cái thôi vô đây gọi đâu nằm xuống làm cho biết với người ta vậy khỏi gọi đâu cái lần đầu tiên đi đi gọi đầu massage này kêu bằng gọi đầu massage hả qua đây mày qua đây chưa chưa có nhân viên 5 phút nữa mới có nhân viên cũng có hai cái chỗ rồi gọi đầu thôi gọi đầu xong rồi ta mới vô làm massage tưởng đâu nổi bên kia sao tưởng đâu mặc đồ vậy khỏi ấy mà cũng phải tháo ra hết đó không ướt tháo ra ướt cô Phương ở bên Mỹ có đi không
Cô Phương. Cô Phương ở bên Mỹ có đi. Bên Mỹ không có gì. Gọi đầu đã. Gọi đầu xong rồi mình qua đây mình mát xa. Bây giờ gọi đầu đây luôn. Không đau đâu cái đầu. Rồi mình lên đây mình làm mình chơi đi. Nó giãn đúng rồi, so mà cô có bị đau quá mấy bạn. Nó giãn gần ra luôn. Chứ thấy chỗ này nó hơi mềm rồi. Chỗ này nó hơi mềm mà cho không cô đặt bóp rồi nó cứng ngắt luôn. Ta chưa làm xong. Rồi. Rồi, ok. Nên nói bé nữa. Bé tạm biệt đừng khóc nghe. Mình vẫn khỏe nha. Cảm ơn nha, gặp lại nha. Năm tới. Rồi. Rồi, con xin chào chị nha. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn mấy ngày làm bài. Vô cái hậu tới cái đầu ta chưa cái lửa mà. Gặp lại nha. Thôi coi bà ông, bà ông khi mình nó thấy bà nó chín bà nha. Chị Năm thường thường mình may áo dài nè. Đây là bộ áo dài mình đặt đồng. Bộ áo dài màu và xanh nhộng. Ta đi ở bên Mỹ nhờ em may để em lấy cái số đo đây. Chỉ đo chỉ gửi cho em. Còn mình đó chị coi giấy. Cái này với quần trắng. Còn cái này là cái quần đen. Lắm. Cái này mặc cái quần xanh cũng đẹp. Xanh đậm á. Nãy em đi em quên đem cái kiếm theo nữa. Chị thấy chữ rõ không? Hả? Em thấy chữ thì cũng được nhưng mà có cái kiếm này đeo dễ lên hơn. Dễ thấy hơn. Chào. Hạ
em ngực á. Ừ, hạ ngực vậy em có biết đâu. Từ cổ tới ngực á. Từ cái cổ thì nó ngực. Là 21 thì tôi nghĩ là chị Mai sao bị biết bằng 21 cm. Ngang ngực là 24 cm. Dòng cổ là 38 cm. Dòng cổ là 38 cm. Dòng cổ 38. Cổ 38. Dòng cổ là đúng rồi đó. Dòng dán bên là chỗ cái ngực á. Chứ không có dán bên nhấn bên eo. Cổ là không đúng rồi. Tại bả đo chắc bả đo dài. Bả đo áo á. Rộng mỗi bên hông thêm 1 hoặc 2 cm. Cộng thêm á, cũng như nãy em đặt vậy, nhưng mà bên hông á thì cộng thêm 1 hoặc 2 cm. Làm ví dụ như về bán nên cái này cộng rộng chị cộng thêm, ví dụ như nãy đi vậy mà chị cộng thêm 1 hoặc 2 cm bên hông này nè. Chỉ phần thù lòng nhà chỉ nó chỉ có eo phòng thì em nói chung được cái nữa có bệnh như vậy chứ. Không có chỉ mai làm như để em hỏi lại nha, tối nay em hỏi lại sao chị có bầu không hay không, mà đâm nút thì cái chị có không biết đâm nút là với như mai theo truyền thống vậy á, chỉ mai truyền thống á, mà bả vậy chưa có mai được có ống 30 hoặc 35. 30 với 35 trên là xa lắm ạ. Giờ lấy 30 hay 35? Chỉ nói là 30 hoặc 35. À, giờ lấy lửng lửng đi. Lửng 32 đi. Bây giờ cái áo nè. Áo dài 125. À, hạ eo từ cổ đến eo 44 cm. Ủa. Áo này hạ dữ vậy? Thì chú coi thì chú làm là cho không bị gì hồi đó đấy. Giờ nếu mà cái áo cao khoảng 140 đổ lên á thì hạ chỉ có 40 hoặc 42 là dữ lắm ba mấy vậy hả? Còn này có 25 này theo hạ chừng 38 là vừa. Chứ bốn mấy cái nó tới tầm xuống luôn cái eo mình là kỳ dưới vậy lắm, mất ở dưới đâu có gì vậy trời. Mà nói nếu mình đo cái eo trên này mà hạ xuống vậy nó chật nứt luôn ngay đó. Cái lên mất dưới đây coi gì được. Cái tay như dài tay từ giữa cổ đến cùng tay 75 cm. Giữa cổ luôn ha. Giữa cổ. Ủa chị ta dài dưới này. Theo từ ra 5 phân nó thì nó còn 70. Bởi vì cái tay gấp lăng nên thành ra đâu có đo giữa cổ được. Bởi vì chị nói chỉ đo vậy này đưa em đến thở thì nó biết rồi. Rồi bắp tay gần nách 34 cm. Phía trên cùi chỏ 30 cm. Dưới cùi chỏ 24 cm. Dòng bàn tay chỗ lớn nhất 22 cm. Vậy là lấy cái cửa tay ha. Cửa tay bên ngực á. Đúng rồi, bên ngực á. Rồi ngang ngực 24 cm. Dòng cổ 38 cm.
chữ mai cổ gì mà có cổ đây? Mai có bầu á. Có bầu bầu 4 phần. Cổ 38. Tròn chứ không có vuông. Rồi nãy chị nói là bên ngực là 21. 21 rồi ngang ngực. Ngang 24. Ngực là 24. À, dòng cổ là 38. Chị này đó cũng kỹ dữ. Ủa chị có thợ may thì sao chị hảo hay quá. Rồi dòng cổ xong rồi. Rồi tới cổ 4 phân rồi luôn á. Eo giờ tới eo nè. Eo rồi vậy? Chưa, nãy chưa nói em mà. À eo nãy là eo quận phải không? Ờ. Cái ở đây còn nè, còn nữa hay gì? Hết rồi.